Xin chào các bạn. Như vậy là như cái đã làm xong hết trơn rồi nè. Nhưng mà cái kinh nghiệm của mình đó là thứ nhất á, là đu đủ á, mình sắc ra hồi nãy á, mình bỏ hết cho luôn. Chứ mình bỏ vô từ từ á, bỏ vô từ từ á, thì bắt đầu nó sấy này sấy cái kia, hình như là như vậy cũng hơi nhiều, mình bỏ hết cho luôn. Thế nó xay mà nó mình không có cảm nhận nó xay. Xong mình bỏ cái muỗng này nè, một cái muỗng này vô nè. Một muỗng mình không lường trước là cái dao nó ở chỗ nào. Cái dao nó bắn vô cái lưỡi này nè, là nguy hiểm các bạn. Có thể là cái lưỡi nó bị hư hay là như thế nào đó, đúng không? Có thể là như vậy. Nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Là xong rồi không? Giờ là nãy là mình làm xong rồi nè, coi nè. Coi như là giống như là mình ấy nó xong rồi, nhưng mà cái vấn đề mà bỏ miếng đường vô là ok rồi, nhưng mà bỏ đá đó thì thay gì mà đá mà mình bào á, nó nhỏ như nè, nó mình đó thì mình bỏ vô nó ok, còn mình bỏ nguyên cục đá này vô nè, bỏ nguyên cục đá này là cái lưỡi cái dao á, nó đập vô cục đá, dĩ nhiên nó đập rồi cục đá này cũng tan ra thôi. Không, nhưng mà hình như là nó không có tốt lắm, nó không có tốt cho con dao lắm. Như là khi mà nếu mà mình uống ở nhà thì cũng được, mình bán á thì nhiều khi cái này là nó không có tan kịp á, không có tan kịp, nên là ở nhà thì sao được, những sao nó lạnh lạnh là mình uống thôi. Còn nhưng mà ở quán á thì mình nên đập cho nó nhuyễn ra rồi mình lấy. Bây giờ thì mục đích của mình là thử rồi nha các bạn. Đây đó, cái màu của nó này không, màu sinh tố rất là ngon này. Đó, màu rất là ngon. Nhưng mà cái đu đủ này á, là mình có để trong cái tủ lạnh á, là ăn là nó lạnh liền luôn, ăn là nó lạnh liền luôn nha. Đó, nó lạnh luôn, rất là ngon, rất là ngon, tuyệt luôn, ngon. Nhờ cái đu đủ này nó ngọt sẵn luôn á, nên là khỏi phải sữa, bỏ chút xíu đường ha. Một chút xíu đường, bây giờ là mình xử lý sao cho nó lạnh nữa. Ly mình để sẵn luôn nè, ly để sẵn luôn nè.